Tiếp tục chương trình thời sự tối nay, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi nội dung của tiết mục chuyện trong ngày. Thưa quý vị và các bạn, trong những năm gần đây, du khách nội địa đang trở thành một điểm tựa vững chắc để phát triển du lịch Việt Nam. Tuy nhiên, việc giá vé máy bay liên tục tăng cao đã tác động tức thì đối với các đường tour trong nước. Giá tour khai thác bằng đường hàng không đang được các công ty lữ hành điều chỉnh theo hướng tăng giá. Điều này cũng cho thấy ngành du lịch nội địa sẽ thêm khó khi cạnh tranh với du lịch nước ngoài. Dự định đi Phú Quốc cùng gia đình vào đúng dịp nghỉ lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5, chị Dương đã thử tìm mua vé trên các website bán vé và các đại lý bán vé. Tuy nhiên đến thời điểm này, 5 triệu đồng là giá thấp nhất cho chuyến khứ hồi cho tuyến đường bay này. Lúc đầu thì cũng có tham khảo giá vé bay từ khá là sớm ý, nhưng giá vé đây cũng khá là cao. Cả nhà 4 người, nếu mà đi thì cũng phải khoảng tầm ít nhất là gấp 2 lần so với giá vé năm ngoái ấy. Thế là nhà mình năm nay sẽ quyết định là chiều đi nhà mình sẽ đi ô tô. Khi giá vé tour du lịch nội địa tăng cao, chị Huyền lại chọn đi nước ngoài thay vì đi trong nước như mọi năm. Với tour đi Thái Lan mà chị chọn cho cả gia đình 5 người, chỉ rơi vào khoảng 7 triệu đồng một người, tiết kiệm hơn hẳn so với chi phí đi du lịch trong nước. Mình cảm thấy là mọi người sẽ có xu hướng là lựa chọn đi nước ngoài nhiều hơn. Tại vì với mức giá đấy thì, với mức giảm vé máy bay đấy thì mọi người, nếu, ví dụ như Thái Lan thì cái tỷ giá tiền giữa Thái Lan với Việt Nam ấy thì nó cũng không chênh nhau quá là nhiều. Nào với mức giá 5 đến 7 triệu thì mọi người có thể chi cho việc là ăn uống đi lại ở Thái Lan rồi. Nhưng mà ở nội địa thì mới chỉ có thể là mua được vé máy bay thôi. Tháng 3, tháng 4 hàng năm được đánh giá là giai đoạn thấp điểm của mùa du lịch. Do vậy giá vé máy bay khá thấp để kích thích nhu cầu du lịch. Tuy nhiên năm nay giá vé khứ hồi thấp nhất cho chặng Hà Nội đến Phú Quốc hay Hà Nội đến Đà Nẵng khoảng 5 triệu đồng. Cũng chính vì vậy mà các tour quốc tế đang được du khách quan tâm nhiều hơn. Giá vé bay trong thời mùa hè tới có thể nó khá là căng thẳng. Và tôi luôn khuyến khách hàng của chúng tôi rằng là nên đặt vé máy bay càng sớm càng tốt để có thể giữ được cái giá vé bay ở mức vừa phải hoặc là mức thấp. Để tránh trường hợp mà chúng ta đặt sát ngày quá thì lúc ấy thì cái giải giá vé máy bay nó tăng lên cao và nó sẽ khiến cho tổng cái chi phí tour của khách khi mà đi du lịch sẽ bị tăng lên rất là nhiều. Dự kiến giá vé máy bay nội địa dịp lễ 30 tháng 4 có thể tăng nhưng đến mức nào vẫn phải chờ thêm thời gian. Nhiều công ty lữ hành đã chuyển sang hình thức bán combo khách sạn và vé máy bay hay hình thức len tour, tour tại điểm đến, không kèm vé máy bay đối với hành trình nội địa để du khách có thêm nhiều lựa chọn di chuyển. Việc mà tăng giá vé máy bay thì nó liên quan đến vấn đề vận chuyển. Nó sẽ ảnh hưởng đến cả cái sức mua của người dân, thậm chí nó sẽ ảnh hưởng đến cả một cái hệ thống cơ sở hạ tầng của cái điểm du lịch đến. Ngành du lịch thì là ngành công nghiệp không khói, nó sẽ tác động đến nhiều các ngành khác nữa. Vì thế cho nên chúng tôi thấy là không chỉ ảnh hưởng đến cái tour du lịch mà có thể là ảnh hưởng đến nhiều các cái hệ sinh thái mà có liên quan đến du lịch. Việc giá vé máy bay tăng cao là một thách thức lớn trong việc phát triển du lịch nội địa. Bởi sau dịch COVID-19, kinh tế còn gặp khó. Nếu tiếp tục tăng giá, các hãng hàng không sẽ vắng bóng khách và dẫn tới tổn thất tới ngành du lịch Việt Nam. Từ việc so sánh các chặng bay, có thể thấy giá vé và thu nhập bình quân đầu người giữa Việt Nam và các quốc gia khác, thì người Việt Nam của chúng ta đang phải chi tiền cho vé máy bay cao hơn các quốc gia. Ngoài giá nhiên liệu tăng cao, giá các dịch vụ đầu vào cao, theo các chuyên gia kinh tế, nguyên nhân vé máy bay Việt Nam cao là do chúng ta vẫn áp dụng khu giá vé, đặc biệt là đặt ra giá sàn, giá trần đối với vé máy bay. Trong khi các quốc gia khác, vé máy bay để thị trường tự điều tiết. Một so sánh của chuyên gia hàng không mới đây cho thấy, cùng chặng bay phổ biến trong khoảng 1 giờ, nhưng giá vé đã khác biệt. Chặng Hà Nội Đà Nẵng Việt Nam vé rẻ nhất là 141 đô la Mỹ. Chặng Bangkok Phú Kè Thái Lan vé rẻ nhất là 94 đô la Mỹ. Chặng Miami Atlanta Mỹ vé rẻ nhất là 70 đô la Mỹ. Chặng Melbourne Sydney Australia vé rẻ nhất là 114 đô la Mỹ. Trong khi đó, theo số liệu GDP bình quân đầu người của World Bank năm 2022 cho thấy, Việt Nam là 4.163 đô la Mỹ, Thái Lan là 6.910 đô la Mỹ, Mỹ là 76.330 đô la Mỹ, Australia là 65.100 đô la Mỹ. So sánh cùng một chặng bay, giá vé và thu nhập cho thấy, người Việt mất 12 ngày làm việc, Thái Lan mất 5 ngày, Mỹ mất 0,3 ngày, Australia mất 0,6 ngày. Rõ ràng giá vé máy bay quá đắt so với thu nhập của người dân Việt Nam, và không phải ai cũng có thể lựa chọn hàng không trong đi lại của mình.
Máy bay là một trong các phương tiện nói chung là tương đối là an toàn, thứ hai là nhanh và thuận tiện. Nhưng mà thứ nhất là cái giá thành thì nó vẫn là cao mà cũng chưa thể, dân mình hầu như là cũng chưa thể là có cái điều kiện mà đi nó một cách giống thường xuyên. Câu hỏi đặt ra là vì sao giá vé máy bay Việt Nam lại cao hơn thế giới như thế? Lý giải vấn đề, các chuyên gia cho rằng do giá nhiên liệu xăng ZA1 của máy bay và chiếm tới hơn 40% giá thành vé máy bay từ 80 đô la Mỹ một thùng năm 2019 đã tăng lên hơn 143 đô la Mỹ một thùng năm 2024. Thứ nữa là tỷ giá đồng đô la Mỹ và đồng Việt Nam hiện nay đã tăng hơn 6,8% so với năm 2019. Đó là chưa kể hàng loạt các chi phí khác cộng vào giá thành vé máy bay đã tăng cao sau đại dịch COVID-19. Sau đại dịch thì tất cả các yếu tố đầu vào ở trên thị trường quốc tế, ví dụ như phục vụ mặt đất, các cái chi phí về nhân công đều tăng, thậm chí có những yếu tố tăng 200%. Thế thì tất cả những cái yếu tố này nó tác động vào cái việc mà giá thành, cái chi phí sản xuất của các hãng không. Trả lời đại biểu về giá vé máy bay cao tại phiên chất vấn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội mới đây, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phước cho rằng giá vé máy bay cao thì vẫn nằm trong khung giá vé do Bộ Giao thông Vận tải xây dựng và khung giá vẫn nằm trong luật giá. Thì giá vé máy bay ấy, thì hiện nay các cái doanh nghiệp mà đang thực hiện các cái dịch vụ bay thì thực hiện đúng quy định về giá máy bay. Bởi vì là gói có trong cái khung giá máy bay do Bộ Giao thông ban hành ấy thì có 15 mức và hiện nay họ đang điều hành trong cái khung đấy. Chứ chưa vượt qua cái ngoài cái khung. Tuy nhiên một số cái quốc gia ấy thì họ đã gói còn là bỏ cái giá trần của máy bay mà để cho doanh nghiệp tự quyết định theo cái cung cầu của thị trường về giá. Tuy nhiên đối với luật giá của chúng ta vẫn quy định cái giá trần đối với vé máy bay và khung trần đấy là do Bộ Giao thông quy định. Thì hiện nay các cái hãng bay đang thực hiện theo đúng cái quy định trong giá trần, cho nên chưa vi phạm về pháp luật về giá. Dù vậy, theo phân tích của các chuyên gia, cái cần sửa đổi ngay của giá vé máy bay chính là khung giá, giá trần, giá sàn. Hãy để giá vé máy bay do thị trường tự quyết định như các quốc gia khác. Nếu mà bỏ luôn cả một cái cơ chế định giá thì cái câu chuyện đấy là chúng ta chuyển về giá thị trường, thì cái lúc đó cái công việc của nhà nước để mà kiểm soát, để mà gọi là giám sát cái quy trình giá đó, nó phải đặt lên một cái gánh nặng nó khác. Và cái điều này tôi cho rằng là chúng ta nên nhân cái cơ hội này mà bỏ cái khung giá đi. Tôi cũng không nghĩ rằng là nhà nước nên quản lý giá để cho thị trường quyết định giá cả. Tôi là bỏ những cái trần sàn không cần thiết. Tôi là những người không can thiệp vào cái việc và cũng không nên nói rằng là chỗ này kinh doanh dưới giá thành, chủ kia kinh doanh trên giá thành. Theo tôi những cái thuật ngữ đó nó không còn phù hợp trong giai đoạn phát triển hiện nay. Các chuyên gia cũng cho rằng nhà nước cần tạo ra sự cạnh tranh bình đẳng, song phẳng để đưa giá vé máy bay về giá trị thực, như cho phép mở thêm các hãng hàng không, mở cửa cho đầu tư hạ tầng, xóa độc quyền trong cung cấp dịch vụ và để hãng hàng không tự đào tạo, tự tạo nguồn cung về nhân sự. Tất cả các yếu tố này được giải quyết thì chắc chắn đầu vào giá vé máy bay sẽ được kéo xuống, có thể cạnh tranh được với giá vé máy bay của các nước khác. Vâng, giá vé máy bay cao là một trong những lý do khiến cho du lịch Việt Nam tụt hậu so với các nước trong khu vực. Thu nhập của người dân Việt Nam hiện nay vẫn còn thấp, nhưng với rào cản này khiến du lịch trong nước luôn đi sau các nước. Không đủ chi phí để đi máy bay, du lịch đường bộ bằng ô tô hay tàu hỏa đang là lựa chọn được nhiều người quan tâm khi đi du lịch vào thời gian sắp tới. Mỗi một năm, chị Linh sẽ dành ra khoảng 15 triệu đồng cho việc giải trí du lịch. Tuy nhiên, với một năm kinh tế khó khăn, chị Linh sẽ phải thu hẹp khoản chi tiêu này để tối ưu phục vụ cho các nhu cầu khác. Mọi năm thì nhà mình thường là đi Nha Trang hoặc các vùng ở bên trong. Tuy nhiên hôm nay thì mình cũng muốn thay đổi và làm sao mà đổi mới một tí và tối ưu chi phí. Bởi vì như theo mình được biết thì năm nay thì giá vé máy bay khá là cao hơn năm ngoái. Dĩ nhiên là các phương tiện khác cũng rất là ok, nhưng với mình thời điểm này thì ô tô là sự lựa chọn phù hợp nhất. Giá vé máy bay tăng cao, lựa chọn đi chơi bằng cách nào cũng khiến nhiều người phải cân nhắc. Tàu hỏa là lựa chọn của chị Trang đi chơi tới thành phố Huế vào dịp nghỉ lễ 30 tháng 4. Chị chỉ mất hơn 900.000 đồng cho một chuyến khứ hồi, thay vì phải bỏ ra số tiền gần 4 triệu đồng khi đi máy bay.
Mình đang có dự định là sẽ đi Huế cùng bạn bè, tại vì là mình có tham khảo thêm là giá vé đi tàu thì nó khá là mềm và rẻ hơn là so với chi phí đi máy bay. Mà trong khi đó thì mình có thể dành thời gian ở trên tàu, có thể chuyện trò. Với giá máy bay đang tăng cao, ngành đường sắt đã có những kế hoạch đón đầu sóng vào thời gian cao điểm du lịch sắp tới. Công ty cổ phần vận tải đường sắt Hà Nội có kế hoạch sử dụng tối đa các phương tiện thiết bị vận tải đường sắt để đưa vào hoạt động trên các đoàn tàu chạy thường xuyên và không thường xuyên để phục vụ tối đa nhu cầu hành khách. Ngoài ra, các chính sách giảm giá vé khác nhau cho từng đối tượng cũng được thực hiện để phục vụ cho việc đi lại thuận lợi và hiệu quả. Chúng tôi tiếp tục chuẩn bị các cái giam xe để chạy các đoàn tàu theo cái phương án chạy tàu chặt tơ, đó là chạy theo nhu cầu để phục vụ cho các đoàn khách du lịch trong và ngoài nước. Hiện nay chúng tôi đã có dự kiến có 17 cái đoàn tàu chạy theo hình thức chặt tơ trong cái kế hoạch tương lai. Trong bối cảnh thị trường có nhiều biến động như hiện nay, các hãng bay chịu sức ép rất lớn từ chi phí giá nhiên liệu tăng cao, thì việc tăng trần giá vé máy bay nội địa là phù hợp và cần thiết, cũng để tạo điều kiện cho các hãng không tồn tại và phát triển. Tuy nhiên, việc tăng trần giá vé máy bay cũng đồng thời phải nâng cao chất lượng cho xứng tầm với chi phí mà du khách đã bỏ ra, tránh việc hủy, hoãn, thiếu chuyến bay. Với lại phần khách lẻ, thì Vietnam Airlines sẽ áp dụng cái chính sách giảm giá tới 15% đối với các sản phẩm về gift card, đó là thẻ bay nội địa, cũng như là cái mã giảm giá 15% áp dụng trên website của Vietnam Airlines dành cho khách lẻ. Còn đối với các doanh nghiệp lữ hành thì Vietnam Airlines sẽ triển khai đối với lại các cái doanh nghiệp mà lữ hành mà tham gia hợp tác với Vietnam Airlines áp dụng cái chính sách giảm giá nội địa là sẽ giá ưu đãi áp dụng cho giai đoạn tháng 9 tháng 10. Cùng với việc người dân dịch chuyển sang du lịch bằng ô tô, tàu hỏa, nhu cầu đi lại bằng máy bay trong mùa hè và các dịp nghỉ lễ sẽ giảm đáng kể. Cầu giảm, cung giữ nguyên cũng sẽ tác động tới thị trường, dự báo sẽ khiến các hãng hàng không phải chủ động giảm giá vé trong thời gian tới. Và đến đây chúng tôi xin được phép kết thúc nội dung của tiểu mục Chuyện trong ngày. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.